Xin chào các bác nhé. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại nguyên liệu rất là quý ở Việt Nam chúng ta. Đây là mật ong rừng các bạn, đây vẫn nguyên sáp đây, đây là mật ong đá. Thì hôm nay em xin giới thiệu qua cái tác dụng của mật ong rừng. Thì mật ong được nhiều người coi là quà tặng nhờ công dụng diệu kỳ của nó, và không phải từ bây giờ mà thời xa xưa mật ong đã có tác dụng rất là tốt mà mọi người đã biết đến. Thì mật ong chứa nhiều vitamin như vitamin C, B2, B3, B5, B6, B9 và các khoáng chất như canxi, sắt, magie, kẽm, cùng các đặc tính là chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm, nên mật ong có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe cũng như làm đẹp của con người. Và từ lâu rồi, thời các cụ chúng ta đã dùng mật ong rồi các bác. Thì mật ong là trong những thực phẩm có nhiều cái dinh dưỡng đánh giá là thực phẩm vàng, và nó chứa đến 82% carbohydrate và bao gồm hai thành phần chính là monosaccharide và fructose 38,2% và glucose 31%, và protein và vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa. Rất nhiều tác dụng các bạn. Đây là mật ong đá các bác nhé, tên nguyên sáp. Thì tí nữa em sẽ vắt cho các bác xem. Thì bên em có cung cấp mật ong rừng rồi các loại đồ ngâm rượu như ba kích, sâm cau, nấm ngọc cẩu, rồi bọ cạp, tắc kè, bổ củi, nấm linh chi, nấm lim xanh, các đồ ngâm rượu. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ nhé, hoặc là kết bạn Zalo để em tư vấn nhiệt tình các bác luôn. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của mật ong. Thì tác dụng mật ong rất là tốt cho sức khỏe, ví dụ như là tác dụng mật ong đối với da mặt. Thì thứ nhất, tác dụng là một là khoáng chất tự nhiên do cho làn da, và trong thành phần của mật ong có chứa chất oxy hóa rất tốt cho làn da, và có thể sử dụng nó bôi ngoài da như bôi một loại kem chống nắng tự nhiên, giúp bảo vệ da và khỏi tác động của tia tử ngoại, chống lão hóa và đen da. Cái tác dụng thứ hai là mật ong có tác dụng dưỡng ẩm và chăm sóc da. Nó có thể được dùng làm loại kem dưỡng da không thể thiếu được trong cuộc sống hàng ngày mà không gây ra tác dụng phụ cho làn da của bạn. Tác dụng thứ ba là mật ong có tác dụng giúp mờ sẹo và làm lành các vết thương. Tác dụng thứ bốn là mật ong có tác dụng trị rụng tóc và dưỡng tóc. Tác dụng thứ năm là mật ong có công dụng điều trị gàu và rối loạn da đầu. Nhờ những đặc tính kháng khuẩn và chống nấm, mật ong được áp dụng trong điều trị gàu. Mật ong sẽ tẩy sạch gàu trên da đầu và cung cấp độ ẩm cho tóc và da đầu. Cái tác dụng thứ sáu là tác dụng của mật ong trong dưỡng móng, là nguồn cung cấp dưỡng chính trong độ ẩm tự nhiên, và mật ong giúp duy trì độ ẩm, giảm gãy móng và kích thích móng nhanh mọc và làm giảm ố vàng. Tác dụng thứ bảy là mật ong giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho thai nhi. Thì mật ong có thể giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giúp hấp thụ tốt hơn và tăng khả năng thèm ăn, và giúp ngủ sâu và ngon giấc hơn. Nó giúp nâng cao khả năng đề kháng của cơ thể và có tác dụng tích cực đến thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của em bé trong bụng. Tác dụng thứ 8 là công dụng của mật ong trong sự phát triển đại não của thai nhi. Thì mật ong chứa nhiều nguyên tố vi lượng như kẽm, magie và các loại vitamin là yếu tố giúp bé phát triển trí não và chăm sóc bảo vệ da tóc, nhất là trong thời kỳ bé còn nằm trong bụng mẹ. Chính vì vậy mà phụ nữ mang thai sử dụng mật ong đem lại nhiều lợi ích trong thai kỳ. Thì mật ong còn có thể giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, và mật ong có công dụng rất tốt cho hệ tiêu hóa, và mật ong giúp mẹ bầu giảm đau đầu và chóng mặt, và mật ong còn là mỹ phẩm làm đẹp cho bà bầu. Như mật ong coi là sản phẩm làm đẹp da tự nhiên và có thể thường xuyên bôi lên da và giúp làn da mịn màng, tác dụng dưỡng trực tiếp đối với lớp da trong cả lớp biểu bì của da và thúc đẩy quá trình tạo nên tế bào mới và tăng cường khả năng thay mới cho các tế bào da. Và mật ong giúp chữa ho, thì sử dụng chanh ngâm với mật ong để cắt và làm giảm cơn ho, thì mình uống trực tiếp các bạn, pha mấy cắt nát chanh rồi pha mật ong rồi uống trực tiếp luôn. Và bài thuốc đơn giản hiệu quả lại dễ thực hiện. Tác dụng tiếp theo là uống mật ong tốt cho sự phát triển của não bộ của thai nhi. Và tác dụng tiếp theo nữa là việc sử dụng mật ong cần lưu ý những điều gì và nên sử dụng như thế nào.
Thì đối với phụ nữ mang thai thì nhu cầu thành phần dinh dưỡng là rất phong phú, do đó ngoài việc uống mật ong hợp lý, chị em nên lựa chọn một số các sản phẩm có máu và bổ sung canxi để bổ sung dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Chú ý là khi dùng mật ong thì một điều cực lưu ý cho thai phụ là không nên được ăn mật ong sống, mà chúng ta nên pha với cả nước ấm khoảng 40-50 độ rồi chúng ta uống. Tác dụng thứ 9 là mật ong có tác dụng phòng tránh những chứng bệnh điển hình của thai kỳ, như là nhiều chị em thường bị thiếu máu khi mang thai. Ngoài việc bổ sung viên sắt bổ máu thì chị em có thể dùng mật ong hàng ngày để loại bỏ triệu chứng trên và đồng thời giảm triệu chứng táo bón và khó tiêu trong thai kỳ. Tác dụng thứ 10 là mật ong rừng dùng làm đẹp da và giảm thiểu tình trạng lám và dạn da khi mang thai. Tác dụng thứ 11 là tác dụng giảm cân sau khi sinh bằng việc uống nước ấm pha mật ong và giọt chanh tươi trước các bữa ăn trong ngày sẽ giúp chị em có cảm giác thèm ăn và nhanh chóng lấy lại vóc dáng như mong muốn. Và tác dụng thứ 12 là tác dụng bổ máu và bồi bổ sức khỏe cho chị em sau sinh. Và quá trình vượt cạn phụ nữ sẽ tiêu tốn khả năng sức lực. Việc sử dụng mật ong kết hợp với lòng trứng gà sẽ giúp chị em nhanh nhanh chóng phục hồi và lấy lại sức khỏe. Tác dụng thứ 13 là mật ong có công dụng cân bằng huyết áp. Các nhà khoa học đã chứng minh thành phần dinh dưỡng của mật ong có tác dụng thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu và giúp duy trì huyết áp ổn định. Vì vậy nên tiêu thụ một hoặc hai muỗng canh mật ong mỗi ngày để giúp bạn kiểm soát được chứng tăng huyết áp. Tác dụng thứ 14 là mật ong có tác dụng làm tăng hồng cầu trong máu. Và tác dụng thứ 15 là mật ong có công dụng điều hòa liều lượng đường trong máu. Tác dụng thứ 16 là mật ong có tác dụng giảm cholesterol và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch. Và tác dụng thứ 17 là mật ong có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp. Và tác dụng thứ 18 là mật ong có công dụng trị viêm mũi và viêm xoang cảm cúm. Tác dụng thứ 19 là mật ong có tác dụng cải thiện hệ thống miễn dịch. Và tác dụng thứ 20 là mật ong có tác dụng chống cảm lạnh và cảm cúm. Tác dụng thứ 21 là mật ong có tác dụng điều trị bệnh dạ dày và đại tràng. Uống mật ong kết hợp với tinh bột nghệ có tác dụng điều trị bệnh đau dạ dày và đại tràng hiệu quả. Lưu ý là pha với nước ấm khoảng 30 phút trước sử dụng trước bữa ăn để đạt hiệu quả. Tác dụng thứ 22 là mật ong có tác dụng điều trị đầy bụng và khó tiêu. Mật ong là lựa chọn phù hợp, hiệu quả để giảm các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, việc ăn một muỗng mật ong trước khi ăn sẽ giúp bạn chữa chứng khó tiêu và đầy hơi. Tác dụng thứ 23 là mật ong có công dụng hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột. Và tác dụng thứ 24 là mật ong có tác dụng cải thiện chức năng gan và chống nhiễm trùng bàng quang. Tác dụng thứ 25 là phòng ngừa hỗ trợ điều trị ung thư. Tác dụng thứ 26 là giúp thư giãn làm giảm căng thẳng, lo âu và có giấc ngủ ngon. Tác dụng 27 là mật ong có công dụng làm giảm mệt mỏi cơ bắp. Tác dụng thứ 28 là điều trị rối loạn sinh lý, tăng khả năng thụ thai. Và 29 là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng giúp tăng cường trí nhớ. 30 là mật ong sử dụng như một chất làm ngọt thay đường. 31 là tác dụng mật ong giúp điều trị một số bệnh răng miệng. Và 32 là dùng để chữa bỏng, chữa lấm và các vết thương ngoài da. Tác dụng thứ 33 là tác dụng mật ong giúp cải thiện thị lực. Tác dụng thứ 34 là tác dụng của mật ong phòng chống oxy hóa và lão hóa. Vâng, các bạn, em đã giới thiệu xong rất nhiều tác dụng của mật ong ạ. Thì bây giờ em sẽ vắt cho các bác xem mật ong rừng nó sẽ như thế nào các bác nhé. Rất nhiều tác dụng. Bây giờ em sẽ vắt đây thì em mọi lần thì em sẽ vắt ra cái chậu nhưng mà hôm nay em vắt cho các bác xem thì em vắt vào cái này cho dễ nhìn, mới cả nó không chặt chội. Đây các bác chỉ cần cho vào lưới và cho vào, các bác cứ thế này các bác vắt thôi, rất là dễ. Mật ong rừng thì thường rất là đặc các bạn. Bên em có cung cấp mật ong như thế này. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ giúp em.
Rất là đặc, là quánh và quánh các bạn. Mật ong rừng các bác sẽ có thấy hiện tượng sủi bọt này các bác nhé, và rất là đặc, có gà các bạn, em cho các bác xem hiện tượng có gà rất nhiều và sẽ sủi bọt như này, để em vắt thêm cho các bác xem. Rất nhiều mặt. Rất nhiều bọt mật các bạn. Đây. Mật rừng thì nó sẽ rất nhiều nhiều ga và bọt như này các bác nhé, và cũng rất là đặc. Bây giờ em sẽ rót cho các bác xem. Rất là đặc các bạn. Bên em thì có các bác cần nhu cầu mật ong rừng hoặc các đồ ngâm rượu cứ alo cho em nhé. Video của em cũng hết rồi. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Chúc các bác luôn mạnh khỏe. Chào và tạm biệt các bác.